Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Chấn VITV phiên bản YouTube. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Không quân Nga quay trở lại chiến trường Ukraine, cục diện có thay đổi. Ukraine sử dụng vũ khí chính xác cao của phương Tây để tấn công dân thường. Anh, những tuyên bố của Putin về việc huy động sẽ dẫn đến leo thang ở Ukraine. Tổng thống Ukraine kêu gọi thế giới trừng phạt Nga. Sau khi vắng bóng trên chiến trường Ukraine trong vài tuần, không quân Nga đã quay trở lại. Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu chấm dứt thì việc không quân Nga xuất hiện trở lại rất có thể sẽ làm thay đổi cục diện chiến trường và lợi thế có khả năng tiếp tục nghiêng về phía Nga. Các máy bay quân sự của Nga đang trở lại chiến trường Ukraine, nhưng để ném bom các vị trí mà lục quân Nga vừa mới bỏ lại. Cuộc không kích Spur với tham gia của ít nhất là hai máy bay cường kích, trong đó có một chiếc Su-34 và một thiết bị máy bay không người lái UAV ghi lại hình ảnh vụ không kích, có lẽ là để phục vụ việc đánh giá thiệt hại sau cuộc tấn công. Hai chiếc máy bay thả bom thông thường, không có bằng chứng về các hoạt động phòng không của Ukraine. Tuy nhiên thì hai chiếc máy bay này phóng ra mồi nhiệt để đảm bảo an toàn trước nguy cơ từ phòng không đối phương. Mục tiêu không kích dường như là vị trí Ukraine quanh một cơ sở khí đốt gần Spur. Không rõ liệu máy bay có đánh trúng mục tiêu nào có giá trị về mặt quân sự hay không. Không ghi nhận các vụ nổ thứ cấp, tuy nhiên thì các vụ tấn công khác của Nga vào cùng một vị trí đã đem lại những kết quả nhất định. Ít nhất là một lính Ukraine bị thương hoặc là thiệt mạng trong loạt pháo kích cùng với khu vực này vào khoảng thời gian nói trên. Một UAV Nga đã ghi được hậu quả của cuộc tấn công khi mà binh sĩ Ukraine lôi người bị thương hoặc chết ra khỏi hiện trường và đưa lên một chiếc xe thiết giáp để sơ tán. Cuộc không kích rất đáng chú ý ở chỗ là trong hơn 2 tuần sau khi Ukraine phản công thì lực lượng không quân Nga dường như đã biến mất. Đã có bằng chứng cho thấy là máy bay phản lực Ukraine bay yểm trợ ở cự ly gần tại khu vực này. Còn phía Nga thì không có dấu hiệu tương tự. Giới phân tích bắt đầu so sánh sự khác biệt của lực lượng phòng không Ukraine gần đây nhận được sự viện trợ là các khẩu pháo Gepard cùng với lực lượng phòng không của Nga. Các máy bay MiG-29 và Su-27 của Ukraine tiếp tục quấy rối các mục tiêu Nga và sử dụng tên lửa chống radar do Mỹ sản xuất. Trong bài phát biểu gửi người dân Nga, Tổng thống Putin đã nêu lên lời khẳng định là chúng ta đang nói không chỉ về vụ pháo kích do phương Tây khuyến khích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia có nguy cơ gây ra thảm họa hạt nhân, mà còn tuyên bố của một số đại diện cấp cao của một số quốc gia NATO về khả năng chấp nhận sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí hạt nhân chống lại Nga. Đối với những người tự cho phép mình tuyên bố như vậy về Nga, tôi muốn nhắc các bạn rằng đất nước chúng tôi cũng có nhiều phương tiện hủy diệt khác nhau, một số thành phần còn hiện đại hơn so với các nước của NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Lục Quân, mới đây cho biết là lực lượng vũ trang Ukraine đang ngày càng sử dụng nhiều vũ khí do phương Tây cung cấp nhắm vào dân thường. Ông Shoigu nhớ lại rằng trước đó, dân thường đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công bằng vũ khí của phương Tây và không chỉ một lần duy nhất. Ukraine đã nhiều lần đánh vào các bệnh viện, những khu vực tập trung đông người dân. Ngày 21 tháng 9, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt gần 200 quan chức doanh nhân, nhân vật hoạt động văn hóa và nhiều người có liên quan khác của Nga do liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Trong danh sách trừng phạt mới của trợ lý Tổng thống Nga, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tổng thống Nga, hiện dự luật vẫn chưa được Thượng viện Mỹ xem xét. Nếu được Thượng viện Mỹ thông qua thì dự luật này sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Văn phòng Ngoại giao Anh cho rằng những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Nga Putin về việc điều động cục bộ sẽ khiến cho tình hình Ukraine leo thang. Tuy nhiên thì Thứ trưởng Ngoại giao Quốc hội Anh tuyên bố Anh cũng như các đồng minh NATO sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine trong mọi hoàn cảnh. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết Nga đã mất 5.937 binh sĩ cho cuộc chiến với Ukraine. Tuy nhiên, số binh sĩ mà Ukraine mất thậm chí còn cao hơn gấp 10 lần. Theo đó, riêng phía Ukraine đã có 61.207 người thiệt mạng, 49.368 người khác bị thương. Đây là lần đầu tiên Nga công bố tổn thất trong chiến dịch quân sự kể từ cuối tháng 3 vừa qua. Ở thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là số quân nhân thiệt mạng là 1.351 người. Trong một tháng trước, Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine cũng cung cấp thông tin có 9.000 binh sĩ nước này thiệt mạng kể từ khi nổ ra chiến tranh. Ông cũng đề cập đến thiệt hại phía Nga gấp từ 5 đến 6 lần
song con số này không được đưa ra xác thực. Ngày 21 tháng 9, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh động viên một phần tại nước này, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9, đồng thời lưu ý rằng lệnh động viên này chỉ áp dụng với những quân nhân dự bị. Dự kiến khoảng 300.000 quân nhân dự bị sẽ được huy động theo sắc lệnh này. Con số này chỉ chiếm 1,1% trong tổng số nguồn lực huy động của Nga. Đồng thời, Điện Kremlin tuyên bố các quân nhân hợp đồng sẽ được gia hạn cho tới khi chấm dứt lệnh động viên. Tổng thống Putin trong vai Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện có thể để bảo vệ lãnh thổ của mình. Tổng thống Zelensky hối thúc thế giới trừng phạt Nga trong bài phát biểu qua video trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông đã 15 lần kêu gọi trừng phạt Nga trong phát biểu của mình, cáo buộc lực lượng Nga sát hại tra tấn dân thường. Tổng thống Ukraine kêu gọi mở tòa án đặc biệt xét xử Nga, lập luận đây là tín hiệu cảnh báo cho những quốc gia định tấn công nước khác. Ông cũng yêu cầu được bồi thường và cho rằng Nga nên trả tiền cho cuộc chiến này bằng chính tài sản của mình. Nga chưa phản hồi về phát biểu này của ông Zelensky. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết là lập trường và mục tiêu của Kiev sẽ không thay đổi bất chấp thông báo về các cuộc trưng cầu dân ý sắp tới về việc gia nhập Nga của nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk, các vùng Kherson và Zaporizhia. Đồng thời, Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho các lực lượng vũ trang của Ukraine, hoạt động tình báo, các lực lượng hoạt động đặc biệt, dịch vụ an ninh Ukraine và vệ binh quốc gia Ukraine. Phản ứng trước thông báo rằng Luhansk và Donetsk sẽ tổ chức bỏ phiếu để gia nhập Nga, Tổng thư ký NATO đã kêu gọi những động thái này là phi pháp và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Liên đoàn Valentina mới đây đưa ra lời tuyên bố các nước phương Tây và NATO đang cố gắng thực hiện kế hoạch hủy diệt Nga dưới bàn tay của người Ukraine, xóa bỏ mọi thứ của Nga, phá hủy nền kinh tế của Nga, công khai lập luận rằng Nga cần phải khuất phục và chia thành nhiều phần. Tuy nhiên thì bà cũng khẳng định là sự thực là tội ác quái dị sự phản bội của chế độ bù nhìn Kiev đối với người dân của chính mình sẽ sớm đến. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO khẳng định là khối này sẽ không gây chiến với Nga và ngay cả khi họ vẫn hỗ trợ Ukraine lực lượng vũ khí. Ông cũng cho biết khi mà được hỏi rằng liệu có các gói hỗ trợ quân sự khổng lồ của NATO tới Ukraine có thể thực hiện khối này đang tham gia ít nhất là một phần vào cuộc xung đột với Nga hay không. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO bác bỏ thêm rằng điều đó chỉ xảy ra nếu Nga tấn công một trong những thành viên của khối. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời cục phó Cục Trang bị thuộc Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết là nước này chưa từng chuyển vũ khí cho Nga và không có kế hoạch như vậy, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng tung tin. Quan chức này khẳng định nghiên cứu, sản xuất và sở hữu vũ khí quân sự cũng như là xuất nhập khẩu, khí tài và nước khác là quyền hợp pháp của mọi quốc gia có chủ quyền. Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin trên. Gần 500 tỷ euro là số tiền châu Âu đã chi để giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp do giá khí đốt và năng lượng tăng cao. 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã chi 314 tỷ euro để triển khai các biện pháp hỗ trợ, trong khi Anh chi 178 tỷ euro. Đức, nền kinh tế lớn nhất EU, là nước chi nhiều nhất trong EU cho các biện pháp hỗ trợ, ước tính khoảng 100 tỷ euro. Hiện tại, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một loạt các biện pháp khẩn cấp để giải quyết vấn đề năng lượng. Theo đó, các thành viên EU được khuyến khích cắt giảm 10% tổng mức sử dụng điện và bắt buộc cắt giảm 5% lượng điện sử dụng trong giờ cao điểm. Những biện pháp này sẽ được thảo luận và bỏ phiếu trong cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU vào ngày 30 tháng 9 tới. Chương trình Tâm trấn VTV xin phép được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.